Anh ăn miếng trái cây nè. Em muốn nói chuyện với anh chút xíu về lễ đính hôn. Anh có việc phải đi rồi. Có gì mình nói sau nha. Anh, sao kỳ quá vậy? Người chủ động muốn đính hôn là anh, mà bây giờ cứ mỗi lần nói tới chuyện chuẩn bị, em cứ cảm thấy là anh cứ muốn lảng tránh á. Không lẽ trong chuyện này chỉ có mỗi mình em vui vẻ hả? Tại sao có cái chuyện nhỏ này em cứ lèm bèm hoài vậy? Anh đã giao cho em chuẩn bị mọi thứ rồi, em cứ làm theo ý của em đi. Em không bao giờ chủ động được cuộc sống hả? Nhưng mà đây là chuyện vui của hai đứa mình, mà chỉ có mỗi mình em là chuẩn bị như vậy. Anh có biết là em tủi thân lắm không? Anh xin lỗi. Em biết là anh không có ý đó mà. Thật sự là thời gian này trong công ty nhiều dự án làm anh stress quá. Với lại anh quá tin tưởng vào sự chủ động của em. Em đừng giận anh nha. Chuyện này Hằng, em hiểu cho anh. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng với sự nghiệp của anh. Thôi về nha. Đây, thẻ của anh nè. Em cứ tự do mua sắm cho lễ đính hôn của mình. Mẹ anh có nói gì cũng kệ. Em thấy cái nào hợp lý thì em cứ mua. Nhưng mà không nhân nhị gì hết á. Tại vì thực sự là anh ấy nấy, vì để em một mình em tự lo hết. Bây giờ anh phải đi rồi. Đừng giận anh nha. Trời, hôm nay hai người phụ nữ xinh đẹp vào bếp luôn nè. Còn tôi sẽ là camera chính. Đó, nhìn nè, bánh bông lan đúng không mẹ Nga? Đây, đây, bé Nhi đang nhào bột nữa nè. Anh biết không, em nhồi bột là số 1 đó. Mẹ ơi, con trang điểm cho mẹ nha. Con trang điểm cho mẹ nè. Con nhỏ này. Anh hai cũng phải dính bột nữa. Nè, khoan, bé Nhi, mình lớn rồi, không chơi vậy nha. Đừng quá, trời ơi, nhớ hết. Bé Nhi, anh không chơi nha, nhớ lắm. Nhi, thôi được rồi, anh không nhớ nữa. Nè, để coi phim cho. Nè, thôi được rồi má, anh nói là không nhớ đâu má. Anh hai nè. Nhưng mà anh nữa nhớ lắm. Phải đối xử tốt với chồng của em nha, không được ăn hiếp chồng của em đâu. Alo mẹ hả? Con ơi, em con. Mẹ. Con nhảy nữa. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ, mẹ bình tĩnh nói con nghe được không mẹ? Nếu giờ này mà cô còn sống thì tụi em đã vào lễ đường với nhau rồi. Em không thể sống ở đây được nữa anh hai à. Nếu cứ ở đây
em không thể quên Nhi được. Anh hai, chừng nào xuất viện? Chắc em phải qua nước ngoài sống quá anh hai. Anh, nếu em đi, anh chăm sóc mẹ Nga giúp em nha. Làm gì vậy bé? Ui. Suốt ngày chơi game hoài luôn. Minh đâu rồi? Minh ơi. Dạ chị Minh giặt đồ phía sau nè chị. Sao không xuống giặt phụ bả mà ngồi đây chơi game nữa? Chị Minh ơi, chị Hằng tới kìa. Ôi, con nó mê game kìa. Trời ơi, đang giặt đồ ướt nhem hết nè. Mê chơi lắm. Nè, giờ đi chơi không? Hai người rảnh không? Bữa nay tụi mình đi hẹn hò một bữa đi. Hẹn hò? Ừ. Rảnh, rảnh, em rảnh mà. Nghe đi chơi mắt sáng rỡ lên luôn kìa. Mà nè, bữa nay làm gì mặt tươi quá ha. Công nhận con người ta có tình yêu có khác ha. Ôi, biết sao bây giờ, mình đang là người chìm trong biển tình hạnh phúc mà. Trời 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 trời. Trời ơi. Bé, nhìn coi cái mặt kìa. Bây giờ hả, thổ lộ ra luôn, không giấu giếm nữa luôn đó bé. Chị, mà mình đi hẹn hò là đi đâu vậy chị? Bữa nay á, anh Thanh ảnh bận cho nên là không có đi mua đồ cho lễ đính hôn được. Nè, ảnh được cái thẻ, ảnh kêu là bây giờ tôi cứ đi mua đi, bà đứa mình đi mua ha. Chị ơi, chị ơi, trời ơi, đây là cái thẻ ngân hàng á hả chị? Từ trước tới giờ em toàn thấy thẻ xe với thẻ phạt không à, em đâu bao giờ thấy thẻ này đâu. Ảnh kêu là mua sắm cho thoải mái, mua nhiêu cũng được. Nhưng mà thôi, không dám mua nhiều đâu. Cái nào thật sự cần mới mua. Cái này á hả, là mồ hôi công sức của ảnh, mình xài phải tiết kiệm. Bậy 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 bậy. Cái đó là bà sai rồi nha. Cái ngày đó, bà là cô dâu, là nhân vật chính. Bà phải thiệt đẹp nè, lộng lẫy nè. Thì hôn phu của bà mới hãnh diện với khách. Rồi lúc đó hả, công việc của ảnh sẽ thăng tiến hơn, đúng không? Chị qua đi coi đi. Cái sợi dây này đẹp quá à. Chị, xong chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. 2, 3. Yeah. Ta-da. Sao mà hở quá vậy? Không có được, đổi bộ khác đi, hở lắm. Ủa, em thấy đẹp mà. Như vậy nó mới quyến rũ chứ. Quyến rũ cái gì? Thay cái khác liền. Ngay giờ luôn. Chị. Đừng có hết hồn nha. Mở lẹ lên đi. Yeah. Tin tin. Trời ơi đẹp này nha. Duyệt duyệt duyệt. Bộ này là tôi duyệt đó nha. Em cũng thấy còn đẹp quá nữa. Trời. Đây. Wow. Trời ơi, xuất sắc luôn. Đợi đi, để tôi chụp cho bà mấy tấm hình. Rồi, tạo dáng đi nha. 2, 3. Đây, xoay nha. Nhìn máy đi, nhìn máy cười đi, nhìn máy đi. Đó, tươi như hoa đẹp luôn. Đẹp quá à. Quá đẹp. Có chuyện gì vậy sếp? Đưa chìa khóa cho tao. Tự nhiên hôm nay đòi chìa khóa nhà của tôi chứ vậy? Đòi nhà có mình đó, có ý đồ vậy? Bớt nói nhảm. Tao nói mày đưa chìa khóa xe máy cho tao. Tao có việc gấp cần phải đi. Việc gấp gì hả? Hay là mày muốn đi tìm cô Hằng rồi hăm dọa người ta nữa hả? Sếp ơi sếp, sếp đừng manh động giùm tôi một cái sếp. Sếp nên nhớ dưới trướng của sếp còn hàng trăm nhân viên đang phụ thuộc vào sếp, trong đó có tôi. Nếu mày còn nói nữa, mấy trong nhân viên đó sẽ trừ mày ra. Đưa chìa khóa đây. Bạn mình
Làm việc chung với nhau mà bạn hâm đủ mình hoài vậy? Bạn tưởng mình sợ bạn hả? Sao mình không sợ mình đưa chìa khóa nó chi ta? Cô đụng tôi mà cô còn nói gì nữa hả? Cô đi đứng kêu gì mà để tông tôi té như vậy? Biết bộ đồ này mắc tiền lắm không? Chuẩn bị tiền đền đi. Anh ngang ngược vừa phải thôi, chân cẳng không lo lo bộ đồ. Mà chân anh có sao không? Tôi chạy đi mua bông băng thuốc đỏ cho. Tôi không có sao hết, đừng kiếm chuyện mà trốn. Chuẩn bị tiền đền bộ đồ mắc tiền này của tôi đi. Nếu anh không sao thôi tôi về. Tính trốn gì? Ê, anh ê, sai chứ bộ tôi sai hả? Nè, cái đường thì bự chà bá, tự nhiên không đi. Lũ vô ta đã đời rồi ăn nói ngang ngược nữa. Giờ anh không bị sao thì tôi đi. Nè, cô thích bỏ trốn hả? Cô đứng lại đó, nói cho rõ. Nè, ai da. Ai da. Ai da. Chân cẳng không lo lo bộ đồ. Mà chân anh có sao không? Tôi chạy đi mua bông băng thuốc đỏ cho. Cô đúng là xảo trá, tính lừa tôi hả? Chắc là anh Thanh muốn gây bất ngờ cho mình đây mà. Làm gì la ầm sùm vậy? Gì ghê vậy? Ai để trước cửa nhà mình vậy? Trời ơi, dễ sợ quá. Còn đứng đó mà ngó nữa hả? Dẹp đi, ghê quá à. Ghê muốn chết vậy đó à? Dạ. Trời ơi, sao vậy là trời? Tôi ở hiền quá mà. Tôi đâu có gây mâu thuẫn với ai đâu. Mà tại sao lại cái vật quái quỷ này trước cửa nhà tôi vậy là trời? Trời. Cái này là mấy người chứ không ai hết á. Mấy người ở trong tù á, rồi gây thù chú quán gì ở trong á, rồi ra ngoài này nè, người ta trả thù trước cửa nhà tôi nè, phải không? Dạ không phải vậy đâu bác. Ở trong tù con gặp toàn những người tốt không à, chứ không gì. Ở trong tù mà gặp toàn những người tốt hả? Tốt mà ở tù làm gì hả? Nó ngược gạo vậy. Rồi giờ đứng đó hả? Dẹp đi. Dạ dạ. Trong nhà đủ thứ việc bực bội à. Alo, tôi nghe nè Minh. Bà cứ đi xin thử đi. Vậy nha. Vô đi. Dạ anh ơi, anh ký giùm em. Đây. Em check lại với bên Việt Boss, khi nào mới bắt lại cho mình các dịch vụ cung cấp của họ, với lại báo giá nữa. Dạ, họ nói cuối tuần này ạ. Cuối tuần này hả? Dạ. Họ hẹn mình cuối tuần này á, xong rồi tới lượt mình check lại. Cũng phải qua tuần sau mới xong được, vậy đâu có kịp đâu. Bây giờ em push với họ là phải giữa tuần, thứ tư là được rồi. Dạ em biết rồi. Dạ anh, đây là thống kê một số shop online mới đăng ký trong 3 tháng trở lại đây. Em để đó đi. Chào chị. Chào chị. Anh nghỉ tay một chút, ăn bánh uống nước nè. Coi bộ hả, giám đốc Mỹ quan tâm sếp mình ghê. Người biết thì không sao, người không biết nhìn vào lại tưởng hai người đó là người yêu của nhau á hả?
Đây là những tổng hợp của team marketing. Em nghĩ là nó sẽ có ích cho anh trong việc đẩy mạnh doanh thu trong vòng 3 tháng tới. Đây là danh sách những bộ phim sẽ ăn khách trong 2-3 tháng tới. Ừ. Khi mà một bộ phim nổi tiếng thì sẽ kéo theo những thứ xung quanh nó nổi tiếng theo. Ngay cả phong cách thời trang, thỏi son, túi xách, tất cả mọi thứ đều sẽ thành xu hướng. Anh không có hay xem phim lắm. Anh không cần xem hết những bộ phim ở trong này đâu. Tại vì team của em đã tổng hợp hết những thứ cần thiết ở trong này rồi. Anh và team của anh chỉ cần lấy và tham khảo thôi. Khi mà mình biết được xu hướng á, thì mình sẽ biết được những mặt hàng nào ở shop thời trang nào trong trang thương mại của mình để mình đẩy mạnh hỗ trợ. Xu hướng kích cầu, mình có thể tận dụng điều này vô kinh doanh, tạo các chương trình khuyến mãi kích cầu. Đúng vậy. Nhưng mà hướng chương trình phát triển như thế nào thì em phải nhờ theo kế hoạch cụ thể của anh mới phát triển được. Tất nhiên rồi. Cảm ơn giám đốc Mỹ. À, để em nói tiếp những research khác cho anh nha. Không sao hết. Nếu thực sự là để trả thù, chuốc hận thì cũng đáng thôi. À, đau hả mà? Để anh xách cho. Hy vọng là chai dầu này có thể giúp được cô. Người cần chuộc lỗi thì không đến. Tới đây làm gì? Diễn trò cho ai coi? Vậy cô Hằng không biết. Người tham dự phiên tòa hôm đó chỉ là quản gia của nhà sếp. Sếp biết làm sao không? Tại vì lúc đó gia đình sếp không có ai tham dự phiên tòa. Mọi chuyện mẹ đã sắp xếp ổn thỏa. Cô hai quản gia sẽ cùng luật sư tham dự phiên tòa. Còn con phải lo tập trung quản lý công ty. Tránh để chuyện này ảnh hưởng đến công ty nghe con. Dạ, con biết rồi mẹ. Bà chủ á, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Mọi chuyện á, để tôi thay bà. Sức khỏe của mẹ bây giờ là quan trọng nhất. Cứ gác lại công việc đi. Mọi chuyện có con lo rồi. Hiểu lầm hả? Có hiểu lầm thì cũng đừng nghĩ tới việc bù đắp đơn giản như vậy. Rồi những món quà sẽ từ từ được gửi tới cô. Biết khi nào mình mới được cùng ảnh đi lựa đồ cưới với nhau ha. Dạ em chào chị. Chị muốn xem đồ cưới hả? Em mời chị vô trong coi. Mời chị. Em chờ anh lâu không? 10 phút. Nhưng em đợi anh thì đợi bao lâu cũng được hết. Cô em nè, em ăn đi. Chưa bao giờ mà có người đàn ông nào mà chu đáo với em đến như vậy. Thật ra tại vì em không mở lòng cho người khác chăm sóc thôi. Chứ em mà đồng ý là có khối người họ sẽ theo. Thật ra thì em cũng đã mở lòng rồi. Bật đèn xanh rồi. Em đang chờ đợi để người ta nhận ra tình cảm của mình đó. Thôi, em ăn đi.
Em thấy cái dáng của chị á hợp với mấy cái body này nè. Chị có muốn thử không ạ? Thôi, chị xem được rồi. Dạ. Vậy chị cứ xem tiếp đi. Khi thấy mẫu nào hợp á thì chọn cũng được. Chị cứ thử trước đi, hôm sau chú rể tới thử sao. Bên em có mấy mẫu áo phục dành cho chú rể luôn á. Chị có thể xem qua, coi anh nhà chị thích kiểu nào. Anh có thích mặc áo thun với quần thể thao đi làm không? Anh thích chứ, anh thích nhất là mặc đồ thể thao đi làm. Vậy sao anh không mặc? Không có được, đây là môi trường công ty mà. Anh phải mặc đồ đàng hoàng trang trọng chứ, sao mặc đồ vậy được. Anh á hả, mặc vậy đi làm thì em sẽ ủng hộ hết mình luôn. Hay là ngày mai đi, em với anh mặc vậy đi làm luôn. Không biết làm sao mà em rất muốn biết là anh thích cái gì, ghét cái gì. Cái gì cũng muốn biết hết. Ủa, em không thích ăn tôm hả? Em không thích lợp tôm. Em đã từng tự hứa với lòng là em sẽ cưới người đàn ông nào lột tôm cho em ăn. Để em bắt máy giùm anh nha. Thôi khỏi em. Em ăn đi. Em, chị có thể chụp hình lại để cho ảnh xem sao được không? À, dạ được chị. Tắm nữa. Cảm ơn em. Dạ. Để chị về, chị bàn lại với ảnh rồi chị liên lạc sau nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ. Chào chị. Hai em ăn cái gì? Ngồi đi, ngồi đi. Dạ, tụi em tới xin việc đó chị. Xin việc hả? Trời ơi, chị suy nghĩ cái gì nữa. Nhìn tụi em như vậy thôi nha, mà tụi em khỏe lắm đó. Cỡ như chị á, 3-4 người hả, em đánh như chơi, chị yên tâm. Đánh người như chơi hả? Chị này, nói cái gì vậy? Dạ không có. Ý chị của em nói là tụi em khỏe dữ lắm, làm công việc gì cũng được. Chị cứ nhận tụi em đi. Mấy công việc nặng nhọc như là quét nhà, rửa chén, nấu cơm, cái gì tụi em cũng làm được hết á. Chị nhận tụi em nghe. Đúng rồi đó chị. Không những vậy đâu nha, khách nào mà tới lộn xộn quậy phá quán chị là em xử hết cho chị luôn. Chị yên tâm, em bảo kê cho chị luôn mà. Trời trời cô ơi, quán tôi là buôn bán, kiếm khách còn không ra nữa, mấy cô đòi đuổi khách, đánh khách, ai dám vô nữa. Thôi, đi đi chỗ khác đi. Đi giùm tôi đi mà mấy cô. Đi, để tôi còn buôn bán nữa. Chị Bình Minh, tụi mình mới ở tù ra. Chị nói vậy, ai mà dám nhận việc tụi mình. Biết rồi, bữa sau rút kinh nghiệm. Đi. Nè. Bộ không thấy người ở tù ra hay sao? Nhìn cái gì mà nhìn. Đi xin việc làm mà khoe ở tù mới ra. Ai dám nhận? Bà mà nhận á là mất khách đó. Uống nước cho mát đi chị. Trời, nói thiệt chứ hôm nay á, chị giống như là đi cả một cái thế giới này luôn vậy á. Mấy công việc giống như là bưng bê, rửa chén, rồi phụ bếp này nọ, thấy cũng dễ. Mà sao người ta không nhận mình ta? Mình cũng có sức khỏe chứ bộ. Thì tại mình mới ra tù đó chứ sao. Nếu cho chị cơ hội, chị sẽ không làm điều đó. Chị sẽ bình tĩnh hơn. Nè, bây giờ ông có trả tiền không hả? Cô thông cảm cho tụi đi. Tôi bệnh quá chừng mà không dám trị bệnh luôn. Thông cảm cái gì? Thiếu nợ là phải trả nợ, hiểu chưa? Đưa tiền đây.
ra đây. Tôi không thể đưa cho cô nữa. Bây giờ tôi nói ông nghe không? Ông đưa tiền cho tôi ngay. Nhanh đưa đây. Tôi phải trị bệnh cho con tôi. Bây giờ ông không đưa đúng không? Được. Đứng im đó. Nhúc nhích một cái là tôi cho ông ăn đá liền nghe chưa? Chạy đi. Hả? Đưa tiền đây. Đưa. Đưa. Đưa đi. Nè, tính làm gì nữa hả? Lộn xộn hả? Cô ơi, tôi xin cô trả lại cho tôi. Cô không thể lấy tiền này của tôi được. Tôi xin cô, tôi phải trị bệnh cho con của tôi. Tôi xin cô, tôi xin cô mà. Bây giờ nghe đâu ông ta trở thành một người thực vật. Chị cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chị có vô tù, ra tù thì cho tới giờ vẫn đang bị trả giá. Kiếm một công việc cũng không xong nữa. Không phải đâu chị, em cũng vậy mà. Phải nói làm sao ta? Mình tạo nghiệp á, thì nghiệp của mình phải nhận thôi. Nhưng mà cũng may mắn là... là mình gặp chị Hằng phải không chị? Ừ. Gặp bà Hằng á, mình mới bắt đầu làm lại từ đầu. Cuộc sống thực sự mình muốn là gì? Mình muốn làm một người tốt, sống tốt. Vì vậy nên á, hai chị em mình phải cố gắng nhiều hơn, đúng không? Chị Hằng á, mà nghe chị nói câu này á hả? Là xúc động, khóc hu hu luôn á. Cuộc đời á, nhìn có vẻ bất công, nhưng mà thật ra nó luôn sòng phẳng. Nhiệm vụ của hai chị em mình bây giờ á là không bất mãn, luôn luôn cố lên. Cố lên. Ừ. Ừ. Có cái gì sai sai ở đây nè? Con Hằng á, nó nói là nó đi gặp con Minh, bạn của nó. Mà hồi nãy mình ngồi ngoài quán, có một con nhỏ xin việc làm, cũng tên là Minh, ở tù ra. Không lẽ... chắc chắn là tụi nó quen biết với nhau, chứ không thể nào là một sự trùng hợp như vậy. Dạ, thưa bác, con mới về. Ừ. Ngồi đi con. Con mới đi gặp con Minh gì đó vậy hả? Ờ, dạ đâu có. Sao vậy bác? Ờ không, hỏi gì thôi mà. Ờ, cái con Minh đó đó là bạn sao với con vậy? Hai đứa có thân với nhau không? À, nếu mà có thân với nhau thì bữa nào dẫn về nhà chơi. Ừ, dạ cũng là kiểu bạn bè quen biết bình thường thôi à. Ờ. À, con đi về, con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước. Nè, nó né tránh mình. Ủa, có gì đâu mà nó né mình, trừ khi con Minh mà nó quen chính là cái con nhỏ hồi nãy tới quán để xin việc. Vậy là tụi nó vẫn còn liên lạc với nhau. Con Hằng vẫn còn qua lại với cái đám bạn tù của nó, cãi thằng Thanh. Không được rồi. Quá lắm rồi. Vậy là cũng tạm xong rồi đó. Ừ, em nghĩ vậy là ok rồi. Mai mình chỉ cần coi lại một lần nữa là xong rồi đó. Cảm ơn Mỹ nha, đã hỗ trợ anh dự án này. Anh khách sáo quá. Anh nghỉ ngơi đi, về nhà sớm. Ủa, mà hình như là hôm nay em không đi xe đúng không? Ừ, ngày hôm qua em ở nhà của ba mẹ cho nên là không có đi xe. À, không sao, em bắt xe được mà. Hay là để anh đưa em về? Ừ, được không? Ừ. Đến nhà em rồi. Anh vô uống trà đi, coi như là em cảm ơn anh vì cuốc xe này, được không? Ừ, cũng được. Đ-
Đó là bằng em học ở nước ngoài đó. Anh uống trà nè. Anh cứ yên tâm, trà này của em á là an thần dễ ngủ. Em biết không, đi du học luôn luôn là ước mơ của anh. Em nghĩ là người như anh không cần đi du học cũng đủ để chứng tỏ năng lực của mình rồi. Anh không có đặc biệt đến vậy đâu. Anh nói như vậy, nếu như mà anh không đặc biệt thì em đâu có thích anh. Thì em lỡ nói thích thì em nói thích thôi. Anh biết vậy được rồi, anh đừng quan tâm tới. Ủa, sao em chưa ngủ nữa? Thì em chờ anh về đó. À, trời ơi, anh về trễ lắm, sao em không ngủ đi, chờ anh làm gì? Bộ bữa nay công việc bận lắm hả anh? Anh không thấy tin nhắn của em luôn hả? Thôi, anh bận thiệt. Anh có thấy tin nhắn của em, nhưng mà cuốn vô công việc quá nên anh quên trả lời. Ủa, mà em nhắn gì vậy? Điện thoại anh hết pin rồi. Không có gì. Thôi, đừng có giận anh nha. Mà giám đốc truyền thông cũng phải tăng ca cùng với anh để hoàn thành kế hoạch đó. Giám đốc truyền thông là cô Mỹ á hả? Đúng rồi, là Mỹ đó. Mỹ là em họ của chủ tịch, là một trong những người thừa kế của công ty. Cổ còn trẻ nhưng tài giỏi lắm. Tụi anh chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh chia sẻ với em để em hiểu anh hơn và tin anh. Em hiểu mà, không có gì đâu. Thôi, anh tắm rửa thay đồ đi rồi nghỉ ngơi ha. Trễ rồi, thôi em nghỉ đi nha. Mẹ, sao mẹ chưa ngủ nữa? Mẹ muốn nói cho con biết, con Hằng đó, nó còn giao du với đám bạn tù đó. Mẹ ơi, mẹ suy diễn nữa rồi. Ý là con nói mẹ tưởng tượng hả? Nè, mắt mẹ thấy, tai mẹ nghe nè, nó giao du với cái đám đó. Mà cũng phải thôi, bởi vì con Hằng nó là loại nào thì nó giao du với thành phần đó. Nhưng mà nó làm như vậy là ảnh hưởng tới tương lai của con biết không? Mẹ, mẹ hiểu Hằng mà, thằng đó phải là loại người vậy đâu. Đúng là con Hằng nó không phải là loại người như vậy, nhưng mà đám bạn của nó là như vậy, mà nó không hề nghĩ tới con. Thôi mẹ ơi, con tin chắc Hằng không phải vậy đâu. Thôi mẹ đi ngủ đi. Mẹ tức chết luôn vậy đó. Con hiểu mẹ rồi. Mẹ muốn có gì đừng hối hận nghe chưa? Con biết rồi, con biết rồi. Vô. Dạ, em chào anh. Tụi em đến đây để xin việc đó anh. Hai cô vào đi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, hồ sơ của em. Xem xong không nói tiếng nào, đi đâu vậy? Tao đâu có bị mù, tao thấy mà. Bởi vậy, nghe lời con Hằng làm chi? Bỏ cái lai lịch,
từng đi tù vô. Rồi bây giờ nhìn hồ sơ từng đi tù, ai mà dám nhận không biết nữa. Em thấy chị Hằng cũng có lý do đúng mà. Trước sau gì người ta cũng biết. Chị che giấu làm gì? Có không sao thì ghi vậy thôi. Chứ lại em thấy á, mình sống là phải khẳng khái, thẳng thắn. Thẳng thắn mà người ta coi hồ sơ xong người ta đi luôn kìa. Tôi xin lỗi vì đã để hai cô đợi. Dạ. Hai cô sáng mai làm luôn nha. 8 giờ sáng có mặt tại đây. Dạ. Vậy là anh nhận hai tụi em rồi hả? Thiệt hả anh? Nhắc luôn cho nhớ, đừng bắt tôi phải lặp lại. Dạ 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 dạ. Em cảm ơn sếp nhiều ạ. Cảm ơn sếp. Đau. Dạ em xin lỗi, em dùng hơi quá sức một chút. Dùng sức trong công việc chứ đừng dùng sức với tôi ha. Dạ thưa sếp. Dạ. Phòng làm việc ha. Dạ em cảm ơn sếp. Bây giờ tụi em xin phép về. Cảm ơn sếp nhiều ạ. Về bác. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Tốt lắm. Tôi rất tự hào về hai cô gái nhà mình. Vô. 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 Mà phải công nhận nha, cái cha quản lý đó gu cũng mặn thiệt á. Coi sơ yếu lý lịch của hai đứa này mà không nói gì luôn. Nhận mới hay chứ. Dễ sợ. Ừ. Tại vì hồ sơ của mình thành thật á chị. Với lại á, nhờ mình nghe lời chị Hằng nè. Thành thật á thì cũng đâu có sao đâu. Đó cũng chỉ là quá khứ thôi mà. Đúng rồi. Quan trọng là bây giờ mình sống như thế nào thôi. Tương lai chính là do ngày hôm nay quyết định. Vô. Mà xin lỗi nha, không có đi cùng với mọi người được. Có sao đâu chị. Dù sao thì chị gia đình chị cũng quan trọng hơn mà. Cũng hên cho bà là tụi tôi được nhận đó nha. Nếu mà kết quả xấu á là nãy giờ bà bị chửi tơi tả rồi đó nha. Thôi uống tiếp đi. Thôi. Bà uống từ từ ít ít thôi. Mai 8 giờ là phải có mặt rồi đó. Ê bà lo gì? Bà không nhớ tôi đây là đây không đố hả? Là gì? Là đố không đấy. Vô. 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 Có mấy tấm hình này á, đâu có gì chứng minh tụi nó là bạn tù của con Hành đâu. Thằng Thanh sao nó tin được? Dạ thưa chủ tịch, dựa vào nghiên cứu của team chúng tôi với lại team cô giám đốc Mỹ đây, thì xu hướng của người tiêu dùng đang giống với lại mong muốn của khách hàng chúng ta. Tôi sẽ duyệt kế hoạch của trang Fastbuy, còn Autobuy á, mình sẽ xem lại. Trào lưu của phim ảnh cũng rất hay, nhưng không phải cái nào mình cũng áp dụng được. Tiếp tục nghiên cứu đi, tôi kỳ vọng rất nhiều anh. Dạ. Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người. Thật ra qua cuộc họp ngày hôm nay á, theo để ý của tôi thấy giám đốc Thành và giám đốc Mỹ hình như là phối hợp rất ăn ý và hiểu ý nhau đó. Đúng không chủ tịch? Vậy cũng hay đó chứ. Anh Trung rất ít khi cổ vũ ai như vậy. Nếu như mà ảnh nói như vậy có nghĩa là anh rất được lòng ảnh đó. Cảm ơn em. Mỹ nè, anh có gì phải đi. Nếu như mà lựa đồ cho con gái thì nên dẫn em theo. Nè, đừng xả. Trời ơi, cái bà này khó khăn quá. Ăn thoải mái đi. Hừm.
Trời ơi, dòm con nhỏ siêng năng tươm tất ra chưa đó, sạch sẽ chưa? Công nhận phải nhìn tận mắt mới thấy nó khác hẳn ra luôn đó bà. Khác hẳn cái gì? Thì khác vậy đó. Chứ mỗi lần bà qua tiệm tôi, bà gọi đầu bà kể, ta nói con Hằng không còn gì hết trơn á, vừa đen đúa, vừa xấu xí, vừa hèn hạ. Ta nói không xài được luôn. Giờ nhìn trực tiếp mới thấy, ta nói nó vừa đẹp, vừa siêng năng, vừa lành tính. Trời đất ơi, nó vừa quét sân thôi đó. Trời ơi, nhìn nó dễ thương, không thấy ghét nó một chút nào luôn đó bà. Nói chứ phải người thật việc thật, chứ qua miệng bà ảo mà hết sức khủng khiếp. Ê, hộp hướng dương ngon không? Ngon, bà mua loại một đúng không? Ừ, bởi vì ăn nhiệt tình quá. Qua mua cái bịch rau à, bà ngồi hơi bị lâu nha. Ê, bộ ngoài tiệm ế quá, đóng cửa qua đây hả? Thì tiệm tôi làm chơi cho đỡ buồn thôi. Con trai tôi nó lo cho tôi hết. Tôi làm tóc chẳng qua là vui, tôi mới làm. Nè, lúc nào vui á, tôi mở cửa tôi đón khách. Bữa nào tôi buồn thì đóng cửa đi chơi. Đó, hôm nay tôi qua nhà bà chơi nè. Tôi cũng vậy đó. Hay bữa nào mà tôi vui á thì tôi đón khách. Mà tôi buồn á thì tôi đuổi khách. Bây giờ bà biết tôi đang bị gì không? Tôi đang buồn. Biết rồi. Khỏi cần đuổi, khỏi lấy rau luôn. Rảnh qua xàm chứ làm gì. Em cho chị coi những đính hôn đi. Em có mẫu nào mới đưa chị coi nha. Dạ chị đợi em một chút ạ. Nói vậy mình mới được tư vấn đúng và có thể giám giá nữa, anh hiểu. Anh biết rồi. Dạ đây chị. Đẹp quá nè. Anh thấy thì sao? Đeo vô tay đẹp lắm á. Anh thấy thì sao? Em thấy đẹp. Anh thích không? Anh không thích hả? Không. Anh không thích mẫu này, em cho chị đổi nha. Dạ, để em lấy mẫu khác ạ. Dạ đây chị. Cái này đẹp hơn nè. Anh, mình coi thêm mấy mẫu nữa nha. Cái này nữa nè. Tiệm đóng cửa rồi, không có gọi đầu gọi điếc gì nữa hết trơn á. Gọi đầu giờ này làm cái gì? Cho dễ xuống dưới gặp ông bà á hả? Bữa nay thằng Thanh nó về trễ, ở nhà không có thoải mái, cho nên tôi ra đây hóng gió. Nói vậy là ở đây không có miếng gió nào để cho bà hóng luôn đó bà. Muốn hóng gió thì ra công viên, tự nhiên vô nhà người ta ngồi hóng gió. Tôi mệt bà ghê á. Khách tới nhà không trà cũng bánh. Bà không biết lịch sự hả bà Hồng? Đó, ngồi ăn cơm vậy đó mà không biết mời ai ăn chung. Ăn mình ên à. Ăn cơm có một mình hà. Bà dọn hai cái chén, hai đôi đũa. Kệ tôi. Bà có nhớ con á thì thiếu gì cách để mà chứng tỏ bà nhớ con. Chứ bà dọn kiểu này á là giống như là con bà chết rồi á, bà kêu nó về ăn cơm á. Nè, tôi thấy qua cái miệng bà mới là trụ ẻo đó. Tôi nhớ con tôi làm vậy mất mới vậy tới bà. Không mượn bà qua đây bà dạy tôi vậy. Bà mau đi về cho tôi ăn miếng cơm cái coi. Bà ăn đi, tôi ngồi ở đây. Tôi không làm phiền bà nữa. Qua ăn luôn đi. Thôi, không dám. Qua ăn luôn đi cho nóng. Thôi, nuốt vô à. Thấy bà ăn cơm một mình á, tội nghiệp. Thôi được, để ăn chung với bà cho vui. Ăn cơm. Nè. Tôi thấy thằng Thanh với con Hằng tâm đầu ý hợp, tình cảm lắm. Mắc mớ gì mà cứ phản đối làm chi cho nó mệt bà vậy. Nè, bà có để con trai của bà quen với cái đứa ở tù ra, không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, không tương lai, thì lúc đó bà sẽ biết. Quan trọng là tụi nó yêu nhau, tụi nó gắn bó với nhau một thời gian dài rồi. Chứ không phải ngày xưa con Hằng nó đã từng giúp đỡ gia đình bà nhiều rồi đúng không? Mà con nhỏ đó sơ ý thôi, chứ nó có làm tội làm tình gì đâu. Chẳng qua là tại vì nó uống thuốc, nó buồn ngủ, cho nên nó mới
lỡ gây tai nạn vậy, chứ phải nó cố ý đâu. Thôi, đừng có nhắc tới vụ tai nạn đó nữa. Thì nó cũng giúp cho gia đình nhà tôi nhiều. Ủa, mà tôi đâu có bạc đãi nó đâu. Cho nó ăn, cho nó ở, không tính tiền, đối xử một cách đàng hoàng. Chỉ có điều á là nó phải tỉnh táo trong cái chuyện với thằng Thanh thôi. Bà có biết nó làm như vậy là nó phá hoại cuộc đời của thằng Thanh không? Chưa biết ai phá ai à. Tôi phá nó hồi nào, rồi thằng Thanh phá hoại nó hồi nào. Cái đó là do định mệnh, cái gì tới thì nó sẽ tới. Nãy giờ tôi có nói câu nào mà tôi nói bà hay thằng Thanh phá con Hằng hồi nào đâu. Tự nhiên rồi bà gán vậy là sao? Thôi mệt quá à, để ăn cơm cho ngon đi, trời đánh tránh bữa ăn, ăn đi. Ăn đi. Vô đi. Em đang làm gì vậy? Em đang coi linh tinh thôi à. Vậy à? Ừ. Nè, anh tặng em đó. Đây là quà tặng cho lễ đính hôn đó. Thay lời cảm ơn của anh dành cho em, vì sự hy sinh tin tưởng cũng như là tình yêu của em dành cho anh. Em tưởng là... Tưởng là anh bận công việc rồi anh quên phải không? Anh không có quên đâu. Còn việc của em á, từ bây giờ trở đi phải chuẩn bị cho lễ đính hôn của tụi mình thật là chu đáo, tuyệt vời. Em mở ra coi đi. Em thấy sao? Đẹp quá à. Em thích không? Dạ thích. Để anh đeo cho. Em đeo đẹp lắm. Em cảm ơn anh. Nếu biết chính tay tôi là người lựa chọn những món trang sức đó thì cô có chịu nổi không hả? Chị, hai nhỏ đó mới vô mà nó láo lắm. Chị làm gì với nó đi. Công nhận á, có việc làm em ăn ổ bánh mì cũng thấy tự tin nữa. Em thấy tự tin thôi hả? Chị còn thấy tự hào về bản thân của chị nữa nè. Ăn lẹ đi. Dạ. Ủa, hai đứa mới vô làm hả em? Dạ. Dạ. Hôm nay là có một đứa bên khâu băng truyền đã sinh nhật. Mà quy tắc ở đây á là mỗi người 200 ngàn. Hai đứa em, đứa 200 đưa cho chị. Hả? Chàng ơi, tụi em mới vô làm à, nên là... Mới gì em, mình làm chung ăn chung thì phải theo quy tắc chung đi. Quan trọng là tụi em không có tiền. Bây giờ không có vòng vo nữa, bây giờ mày có đưa không thì nói đi. Thì không có tiền thì nói không có tiền thôi. Bà chị vòng vo mới đúng á. Mày bao nhiêu tuổi mày nói chuyện với tao vậy? Mày mới vô làm, đừng tưởng ở đây hiền mà mày kiếm chuyện ăn hiếp. Không biết nãy giờ ai ăn hiếp ai à nha. Con này, mày nói chuyện đàng hoàng coi. Cái thứ ma cũ ăn hiếp ma mới như bà, chưa gì đã đòi tiền người khác, không bao giờ nói chuyện đàng hoàng đâu. Còn cái thứ bất hảo như tụi bay á, không đáng để tao nói chuyện. Vẻ rách, kinh tởm mà làm ra vẻ thanh cao. Thứ tụi bay á thì dứt đi thôi. Chị ơi. Tôi nghe nè Minh. Bà Hằng ơi, tụi tôi đang ở đồn công an nè. Cái gì? Bà tới cứu tụi tôi đi. Trời đất ơi, tại sao vậy? Sao tự nhiên ở đồn công an? Bà tới đi rồi nói. Rồi biết rồi, tới liền.
Ủa, công việc xong chưa con? Dạ con còn chút xíu nữa. Nhưng mà bây giờ con chạy ra đây gấp chút, rồi lát về con làm tiếp nha. Đi đi. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Sao mặt mũi bầm tím hết vậy? Chị, tụi em bị ăn hiếp á. Ai ăn hiếp? Ăn hiếp cái gì mà ăn hiếp? Tôi có lòng tốt nhận hai người vô làm, chưa làm được gì đã gây rối đánh lộn, gây hư hao tài sản, tốn cả 100 triệu á, có tiền đền không? 100 triệu? Không có tiền đền, tôi thưa đi tù hết. Cái gì mà 100 triệu? Còn đám kia thì sao? Ông bắt đền nó đi. Tụi kia cũng gây rối mà, có phải mình tôi đâu hả? Rồi bây giờ làm sao hả? Thôi, Minh. Trật tự, đây là cơ quan công an, mời mọi người lên phòng làm việc. Đi. Đáng đời. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, hai bên có hướng giải quyết gì không? Đây là tất cả tài sản thiệt hại của xưởng. Tôi thống kê hết rồi, nhờ cán bộ lấy lại công bằng cho tôi. Anh nói như vậy là sao? Còn cái đám ma cũ ăn hiếp ma mới, rồi gây chuyện với tụi tôi, mới xảy ra cớ sự như vậy, bây giờ đổ lỗi cho tụi tôi hết là sao? Lý lịch của mấy người mới đi tù ra, tôi nhân đạo lắm mới nhận vô làm, chứ chỗ khác người ta sợ gần chết. Nào ngờ đồ ăn cháo đá bát, chưa làm được gì còn phá hoại tài sản của tôi. Tôi còn chưa kiểm kê lại coi có mất cấp gì không. Nhiều khi gây hấn đánh nhau á là do mấy người dàn cảnh cho đồng bọn canh hỗn loạn để lấy cấp độ mà tôi không hay. Bởi vậy xã hội này làm sao mà chứa chấp được mấy người chứ. Anh nói gì vậy? Chứa chấp là sao chứ? Anh là quản lý công nhân mà anh để cái trường hợp là ma cũ ăn hiếp ma mới. Rồi đó, rồi sao bây giờ mấy cái người gây hấn đó anh không tố giác đi? Anh đi tố giác chỉ có hai người này thôi, mà ở tù thì sao? Tụi tôi đi tù đủ ngày đủ tháng đủ tội. Bây giờ tụi tôi là những công dân hợp pháp. Cái chuyện anh đang làm á là bôi nhọ danh dự của người khác. Tôi kiện anh luôn đó. Cô là ai mà ngồi đây nói chuyện vậy? Tôi là người nhà của bọn họ. Lại là một nữ tù hả? Anh... kêu người nhà nghe sang quá. Nè, anh nói gì đó? Cô kia ngồi xuống. Mình đó, cái bộ thấy không? Thấy thái độ của họ không? Hung hăng, toàn thứ giang hồ mới lạnh vậy đâu không à? Hở một chút rồi đánh rồi chém. Tôi đề nghị hai bên trật tự, bây giờ hai bên thương lượng như thế nào? Tôi không hòa giải, tôi sẽ kiện ra tòa. Thôi giờ vậy đi, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, mà chuyện này là hai bên cũng đều có lỗi hết đó. Nếu mà kiện ra tòa thì tôi nghĩ là người ta cũng phân xử vậy thôi à. Mà mình còn phải tốn thêm chi phí kiện tụng, rồi chi phí bồi thường này nọ nữa. Chị bằng ở đây hết rồi thì mình thương lượng với nhau luôn đi. Anh thấy sao? Vậy thì được. Bây giờ bồi thường những thứ làm hư với lại tinh thần của tôi. Bồi thường tinh thần á hả? Tôi bồi một cái thì có chứ tinh thần cái gì? Đề nghị cô bình tĩnh. Minh, nếu bồi thường á thì anh muốn bồi thường bao nhiêu? Tôi thống kê rồi, 50 triệu. Cái gì? 50 triệu? Tiền đâu mà 50 triệu? Ông có bị điên không vậy hả? Nếu mà nói về bồi thường tinh thần thì cũng phải bồi thường tinh thần cho chị em chúng tôi nữa. Bằng chứng là chị em của tôi cũng bị bên anh đánh hội đồng, có camera ở xưởng ghi lại hết rồi đó. 30 triệu. Tôi đề nghị mức đó đó. Nếu như mà anh không có chịu 30 triệu đó thì ra tòa luôn đi. Thôi được rồi, làm theo ý cô đi. Chị Hằng lấy đâu ra mấy chục triệu đền cho người ta đây không biết. Không thể chờ thêm được nữa rồi. Không sao, cái này là mình chỉ mượn thôi, nhất định là mình sẽ chuộc lại.
Em xin lỗi chị mà, nếu như không phải vì tụi em á, thì chị cũng không có bán bộ trang sức cưới của chị. Tôi cũng xin lỗi bà. Hay là bây giờ mình đi lấy lại bộ trang sức đó đi, không bán nữa. Cho dù tôi có đi tù lần nữa, tôi cũng phải lấy lại cho bà. Sao mọi người coi nhẹ cái chuyện ở tù quá vậy hả? Bộ thích ở trỏng lắm hả? Vui lắm hả? Tôi nói cái gì mọi người quên hết rồi sao? Em nhớ mà. Nhưng mà bà làm như vậy tôi cũng đâu có vui đâu. Tôi có thể lo cho mọi người thì tôi sẽ lo cho đến tận cùng. Tôi chỉ cần mọi người nhớ một điều thôi, bây giờ mình là người tự do, mình có thể làm chủ cuộc đời của mình. Đừng có tự hạ thấp bản thân như vậy. Tôi biết rồi. Em xin lỗi. Đừng giận tụi em nữa mà trời. Mình phải nói làm sao với anh Thanh đây? Em ngồi đi. Trang sức đính hôn đâu rồi? Trong hộp trống rỗng, em thì không có đeo. Đâu rồi? Chuyện là bạn em gặp chuyện cho nên là em mới... Bạn nào mà khiến em phải hy sinh cả trang sức đính hôn, là quà tặng của người yêu, thế loại bạn nào mà như vậy? Là đám bạn tù đó đúng không? Em xin lỗi anh, tại vì chuyện nó cấp bách quá, em không thể nào bỏ mặc họ được, cho nên là em mới... Em không bỏ mặc họ, vậy là em bỏ mặc anh. Em không coi trọng cảm xúc của anh đối với đám bạn tù đó. Anh là đồ bỏ đi đúng không? Không phải. Anh đừng có nghĩ như vậy. Em không có ý so sánh đó đâu. Em biết là em sai khi đã lấy nữ trang đi gán nợ. Nhưng mà anh, em hứa là em sẽ đi làm kiếm tiền để chuộc lại nha anh nha. Khỏi. Trang sức đính hôn mà em còn bán được, vậy thì cái lễ đính hôn này bỏ đi. Dù sao anh so với đám bạn tù của em cũng không là cái gì hết. Anh, làm gì nhìn đắm đuối dữ vậy? Có muốn mặc thử không? Cũng may á, là hàng chỉ chọn có hai bộ thôi, chứ cổ mà chọn nhiều á, chắc tao phải đem nguyên cái tiệm áo cưới về đây cho mày quá. Đúng rồi đó. Mày bắt đầu hiểu ý tao rồi đó. Cái việc đánh nhau ngày hôm nay á, cô hàng phải lấy hết trang sức chuẩn bị ngày cưới của mình để đền cho chủ xưởng. Cổ là một người tốt, sống rất biết điều. Mày đừng có để cái vẻ bề ngoài đó đánh lừa mày, với mày đang làm tao mất hứng đó. Hôm nay tao đang rất vui, bởi vì mọi thứ đang đúng như những gì tao nghĩ. Tao không sợ bị cổ đánh lừa. Người tao sợ bị đánh lừa là mày. Hôm nay em đau khổ lắm đúng không hả?
Hôm nay em mệt mỏi lắm đúng không Hạnh? Gì vậy? Uống mừng về sự kiện ngày hôm nay. Chia. Bây giờ người mệt mỏi là tao nè. Đúng là nuôi ông tai áo, mang tiếng xấu về cho thằng Thanh, rồi còn chọc giận nó đi biệt tâm. Vậy mà bây giờ nó vẫn còn ngồi đây, giống như không có chuyện gì xảy ra. Alo. À, dạ, con biết rồi. Để con giao qua cho cô liền. Dạ, con biết rồi cô. Thằng Thanh, nó không về nhà hai ngày nay rồi, mà cô vẫn tỉnh bơ bình thản như không có chuyện gì. Từ ngày mà cô ra tù, cô quay trở về cái căn nhà này á, cái căn nhà này xảy ra biết bao nhiêu chuyện gì cô. Thằng Thanh nó quan tâm, nó bảo bọc, nó che chở cho cô. Vậy mà cô nỡ lòng nào cô đem đồ trang sức cưới đi bán giúp người dân. Cô bây giờ cô hay lắm rồi, cô phụ cái sự quan tâm của thằng Thanh, đến nỗi nó buồn quá, nó bỏ nhà nó đi, điện thoại của mẹ nó gọi nó cũng không bắt máy. Cô làm gì được không? Nói gì đi. Con xin lỗi bác. Lỗi phải gì? Cô chỉ biết nói suông à? Cô sống quá ích kỷ. Cô thử đặt vị trí của mình là thằng Thanh đi, rồi cô biết nó đợi chờ cô 3 năm nay, nó chuẩn bị nó rước cô về, rồi bây giờ đùng một cái cô chơi cú sốc vậy đó, hỏi coi nó có đau không. Con xin lỗi bác nhiều lắm. Thực sự là con cũng biết là bản thân mình ích kỷ, không nghĩ cho anh Thanh. Con cũng lo cho anh rất nhiều, nhưng mà bản thân con cũng có lý do riêng. Lý do gì hả? Bây giờ có người chồng nào chấp nhận người vợ của mình mà giao du với cái đám bạn tù mới ra không? Cô có biết cô làm như vậy là mang tiếng xấu về cho gia đình này không? Bộ thằng Thanh đã làm vậy là sai hả? Bây giờ nó bỏ nhà ra đi á, hai ngày nay rồi, không biết nó đi đâu. Thực ra là con cũng có nhắn tin, cũng có gọi điện cho ảnh rất nhiều, nhưng mà ảnh không nghe máy. Con cũng muốn đi tìm ảnh, nhưng mà con sợ là bây giờ ảnh đang khó chịu với con mà con làm vậy, ảnh càng cảm thấy phiền phức hơn. Với lại không có ai ở nhà phụ bác buôn bán nữa. Ai mượn? Ai mượn? Vì cô á và cái đám bạn tù mà con tôi bỏ đi hai ngày nay rồi. Cô làm ra cái chuyện này thì cô tự chịu trách nhiệm mà xử lý đi. Còn cái chuyện nhà cửa của tôi không ai mượn. Sao anh không nghe máy? Anh không tính nghe điện thoại hả? Em thấy nãy giờ gọi cũng nhiều cuộc lắm rồi đó. Nếu mà không phải là vợ thì cũng là mẹ anh. Mà em thấy anh ở công ty liên tục hai ngày nay rồi. Cả nhà của anh chắc là lo cho anh lắm đó. Anh cảm ơn em nha. Mấy ngày nay đã chuẩn bị đồ ăn và quần áo cho anh. Thiệt là ngại quá để cho em thấy anh trong bộ dạng này. Chuyện nhỏ thôi mà, nếu như mà anh thích á, thì em có thể giặt đồ nấu ăn cho anh cả đời cũng được. Ủa, mà sao em biết anh ngồi đây vậy?
Thì em nghĩ là anh cấm rễ ở công ty 2 ngày rồi, chắc chắn là ở nhà đang có chuyện. Nếu như mà anh không ở công ty thì anh chỉ có thể đến quán cà phê này thôi. Đây là nơi anh hay lui tới mà. Không phải là lần trước anh cũng ở đây sao? Nhưng mà em nói thiệt nha, anh đúng là người chung tình đó. Từ cái thời mà anh còn là một người nhân viên mới bình thường hay bây giờ đã là giám đốc thành đạt á, thì anh cũng dẫn tới đây. Cái quán cà phê này là nơi duy nhất mà anh lựa chọn. Có lẽ là anh quen rồi nên vậy. Em cũng mong sau này em gặp được một người yêu, một người chồng giống như anh vậy đó. Đi đâu vậy? Dạ, con gọi điện cho anh Thanh không được. Con xin phép bác cho con ra ngoài tìm ảnh. Nếu mà bữa nay có đơn hàng á thì bác nhận giùm con một bữa nha. Người ngoài nghe tưởng mấy người là chủ dựa, còn tôi là người phụ việc. Đi đâu thì đi, đơn hàng của tôi á, lo lắng làm cái gì, ai mượn. Mà nè, kêu đi tìm thằng Thanh á thì lo đi tìm nó đi, chứ đừng có lấy lý do rồi đi gặp đám bạn tù, hay là lén lút đem đồ cưới đi bán như hồi bữa nữa đi. Con đi. Đây là quán cà phê yêu thích của anh Thanh. Mỗi lần cần tập trung làm việc, ảnh thường tới đây. Anh Thanh à, anh không muốn gặp em cũng được, nhưng mà anh cũng phải để cho em biết là anh đang ổn chứ. Mình về. Ừ. Ngon không? Trời bà, nói con nghe xúc phạm vậy sao không ngon? Lấy tôi combo rau đi. Ừ. Cho xin cái bọc luôn bà ơi. Ừ, đây 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 đây. Nè. Nè, lấy này nè, nhiều nhiều á. Ừ. Vậy? Trời ơi, mắc coi đứa nhỏ. Ủa bà, hả? Bà. Con dâu tương lai, con dâu vàng, con dâu bạc của bà đâu rồi? Sao nay bà bán một mình tội nghiệp vậy? Con dâu gì ở đây? Nó hả? Như cục nợ vậy đó, nó đi được á, nó đi khuất bắt cho tôi nhờ. Ê. Bộ hôm qua có vụ gì nữa hả? Bà coi đó, nó giao du với cái đám bạn bè ngày xưa ở trong tù á. Nó còn dám đem trang sức cưới đi bán, đem tiền đưa cái đám đó. Bị tôi với thằng Thanh phát hiện, la nó mà nó còn không biết hối cải. Nó còn cãi ngang cho được á. Thằng Thanh tức quá bỏ nhà đi hai ngày nay. Trời đất ơi, sao bà chấp nhận dễ dàng một đứa con dâu như vậy trong nhà bà? Ê bà, dở mà nó phối hợp với đám kia. Tao nói nó ăn cắp vàng bạc của bà, rồi chưa tính bữa nào nó không vui, nó giết bà rồi sao? Ừ. Tôi nói cho bà nghe, trước đây á, nó ra sao tôi không có biết, nhưng từ khi nó vô tù á, nghĩa là tay nó đã nhúng chàm rồi đó. Thưa. Ủa bà Lê có con dâu hả? Cưới rồi nào? Trời ơi, tôi nghe nói với thằng Thanh á, chưa đám cưới đám hỏi gì hết trơn á. Mà sao bà cũng để cho nó ở chung nhà? Đúng là mẹ chồng hiện đại thiệt ha. Chắc là ăn cơm trước kẻn, chứ sao nó dễ như vậy. Nè ha, lạng hoàng là có cháu nội trước khi cưới đó bà. Ê hai bà kia, cái gì mà ăn cơm trước kẻn? Thằng Thanh nhà tôi nó rất là chuẩn mực đàng hoàng. Hồi xưa là tụi nó có thân nhau thiệt, nhưng mà bây giờ chỉ coi nó là em gái kết nghĩa thôi. Nó mới giang tay giúp đỡ con đó. Dù sao thì trước kia hai bên nhà cũng thân nhau. Bây giờ thấy nó tứ cố vô thân, tội nghiệp nó, cu mang nó làm ơn làm phước thôi. Đừng có đồn tầm bậy tầm bạ ảnh hưởng tới con trai tôi à nghe. Thiệt không? Chứ tôi thấy hai đứa còn yêu nhau thấm thiết mà. Thằng Thanh nó tầm tuổi này rồi mà tôi thấy nó đâu có quen đứa con gái nào đâu hả chị ha. Ê bà, chắc không lẽ mỗi lần nó quen với ai á, nó thông báo hết cho mấy bà biết hả? Nè, thằng Thanh con của tôi á, nó có người yêu đàng hoàng, mà con nhỏ đó là đồng nghiệp ở trong công ty đó. Có không? Sau đó giờ đâu có nghe bà nói gì đâu. Bà hay quá ha, ai mượn bà nói vậy? Con bé là giám đốc truyền thông, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, vừa trắm anh đài cát, con gia đình gia giáo đàng hoàng, lại thông minh hiểu chuyện.
muốn tiến tới cũng phải một cách từ từ, chính thống chứ, đâu phải dắt về một cách vội vàng như vậy. Nó có sách mách có chứng tôi mới tin. Thời buổi nào rồi mà còn truyền thống vậy? Tôi chứng minh cho mấy bà biết nè. Đây nè. Mai mốt tính tay hình nền là avatar của con dâu tôi đó. Đưa cho mấy bà đó coi đi. Ờ. Đâu đưa tôi coi. Đó. Cái hình đó đó coi đi. Là nó dẫn tôi vô nhà hàng năm sao sáu sao vũ rượu giang đó. Nè bà Hồng. Hả? Cứ lật lật qua đi. Đợi tôi chút. Ừ. Đẹp gái không ha. Trời ơi đẹp quá. Thằng Thanh nó chọn là phải đẹp thôi. Ê ê ê ê. Bà chị. Hả? Nè. Nè. Túi xịn hàng hiệu mắc tiền. Con dâu nó mua cho tôi. Mà tôi không dám xài. Tôi đợi khi nào tôi đi ăn tiệc tôi mới dám xài. Nó vậy đó. Trời ơi. Lâu lâu có dịp á là nó tặng quà cáp cho tôi. Khi thì chai dầu thơm hàng hiệu. Khi thì cái khăn choàng hàng hiệu. Bây giờ á tôi chỉ chờ hai đứa nó công khai giữa hai họ thôi. Là dắt nhau về để làm đám cưới cho mấy bà coi. Vậy là chị có phước quá rồi. Nhớ nghe, đám cưới nhớ mời nghe. Đương nhiên rồi, bây giờ tin rồi chứ gì. Tin rồi lựa rau tiếp đi. Cũng tại tụi mình mà bây giờ con hàng nó gặp rắc rối lớn. Thì tại chị không á. Tính nóng rồi mà cũng gặp người ta là đánh à. Nè, chứ không phải là tao bảo vệ mày hả? Khuôn nhà dạy chợ. Ở nhà thì cái miệng suốt ngày cứ nhem nhẽm. Ra ngoài đường á, người ta nói vài câu á hả, là cái mặt như bánh bao chiều vậy đó. Mà công nhận, cái con nhỏ đó cũng mất dạy thiệt đó chứ. Không đấm nó sao được. Nói chung á, là bây giờ chị em mình không còn mặt mũi nào để gặp chị Hằng nữa đâu. Chỉ mà bị quỷ hôn á. Ê, nè. Cái miệng của mày, ăn nói xui xẻo không à. Nói gì ra cũng chửi hết trơn á. Ê, chị Hằng tới kìa. Sao mặt mày chị bơ phờ quá vậy? Bộ bà với anh Thanh vẫn còn cãi nhau về cái vụ án trang sức hả? Anh Thanh ảnh giận. Ảnh bỏ nhà đi 2 ngày nay rồi. Thôi, rồi chị có thử gọi cho ảnh chưa? Gọi điện, nhắn tin hay cái gì anh cũng không chịu trả lời hết. Hay là bây giờ chị xin lỗi ảnh trước 1 tiếng thôi, cho mọi chuyện êm đẹp, có gì mình tính sao? Nhưng mà chị có liên lạc được đâu mà xin lỗi. Cũng tại tụi tôi hết, làm cho bà bị liên lụy. Tụi tôi sẽ cố kiếm tiền hoặc là đi vay để mua lại trang sức cho bà yên tâm đi. Lúc đó mà em chịu xin lỗi năn nỉ nhỏ đó thì có kéo theo hệ lụy gì đâu. Em đúng là cái thứ xui xẻo mà. Thôi, chuyện không muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, sao mà trách hai người được. Mà nè nha, bà Minh nha, không có đi vay tiền vay nợ gì hết đó. Dính vô tụi đi vay nặng lãi là còn khổ thêm nữa đó. Ừ, tôi biết rồi. Thôi, trời ơi, sao cái mặt ai cũng như đưa đám hết, mệt quá à. Thì bây giờ nghĩ đi, hồi lúc ở trong tù á, nếu như không có hai người bảo bọc cho tôi, nhiều khi bây giờ không biết tôi có còn sống nổi để gặp anh Thanh không nữa. Tôi là may mắn lắm mới gặp được hai người. Chị em tốt của tôi mà, đúng không? Không có sao đâu. Còn chuyện anh Thanh thì để từ từ tôi thuyết phục ảnh ha. Nhưng mà anh Thanh ảnh không về nhà thì ảnh đi đâu được chị? Thì chị cũng ghé mấy cái chỗ quán cà phê này nọ của ảnh mà cũng không gặp. Chị qua công ty thì thấy anh cũng đi làm bình thường. Và thì
Ít ra ở công ty anh cũng còn có đồng nghiệp, có công việc. Thôi chắc không sao đâu ha. Thì ai giận từ từ cũng phải hết chứ sao giận hoài được. Từ từ rồi anh sẽ hiểu mà. Đã nói tới cỡ đó rồi mà mặt còn chù ụ nữa là sao? Hả? Rồi bây giờ muốn xin lỗi đúng không? Rồi bây giờ làm ơn phấn chấn lên giùm một cái đi ha. Để phụ tôi làm việc nữa. Làm gì chị? Chị xin được việc cho cả đám luôn á hả? Sao hay quá vậy? Em tưởng á là không có chỗ nào thèm nhận tụi mình chứ. Nếu bây giờ không có chỗ nào nhận thì tại sao tụi mình không tự tạo công ăn việc làm cho tụi mình? Đúng không? Nghe cho rõ này nha. Tôi muốn mở cửa hàng bán rau sạch. Ba đứa mình á sẽ tự kinh doanh, tự làm chủ luôn. Nhưng mà bây giờ á, tiền đâu ra để thuê mặt bằng rồi thuê sạp? Mà quan trọng hơn á, tiền đâu ra mà lấy rau? Bây giờ nếu như mà không có tiền thuê mặt bằng á thì mình mở cửa hàng online, đúng không? Mà nè, tôi nghĩ ra được cái tên rồi. Mình sẽ đặt là Nông Trại Hy Vọng. Online hả? Cái vụ mà kinh doanh online gì á em không có hiểu lắm. Nhưng mà em thích cái tên này nha, Nông Trại Hy Vọng. Quá hay luôn á. Kinh doanh mà phải bàn dài dòng, phải bàn cho kỹ hả? Đôi bụng quá à, bàn không nổi. Đi ăn gì đi rồi bàn luôn nha. Từ dạ. Từ tôi giải thích cho hiểu. Ok đi. Vô trong thay đồ đi. Dạ. Công nhận đồ ăn đây ngon thiệt. Bởi vậy tao mới hiểu, một vị sếp như mày ở trển á mà lại thích ra cái quán nhỏ mà được phục vụ tốt nữa. Quá ra quán nhỏ mà có vỏ. No chưa? Nhanh đi tính tiền về họp nữa. Biết rồi. Nhóm của Hàng Vũ kìa. Mình ăn gì chị? Dạ xin hỏi ba chị ăn gì ạ? Chị, bữa nay cho em ăn mì ý nha. Đau quá. Ôi da. Bữa nay thôi đó nha. Chỉ đòi hỏi thôi. Cho chị ba phần mì ý nha. Cảm ơn dạ. Chị, được ăn mì ý rồi, được ăn mì ý rồi. Nè, nghe tôi nói nè, với cửa hàng rau củ hữu cơ online có ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất là không cần tốn tiền thuê mặt bằng. Cái lợi thứ hai là dễ dàng quảng cáo. Cái thứ ba là mình sẽ tự chủ về thời gian và cũng không bị cái chuyện là soi mói lý lịch nữa. Ý, ba cái lợi này em nghe thấy chịu á. Nhưng mà quan trọng là tiền vốn ở đâu ra để nhập rau về bán, rồi còn quảng cáo nữa. Nếu không bán được á thì xử lý làm sao? Rau củ quả hơn nhau ở độ tươi mà. Cái này á tôi cũng đã tính rồi, bà cứ yên tâm đi. Trước mắt á là mình muốn thiết lập thương hiệu và quảng cáo thì mình cần phải có ít vốn ban đầu. Tôi muốn làm luôn logo để nhìn cho nó chuyên nghiệp. Còn tiền á thì tôi có thể hỏi mượn anh Thanh được. Nhưng mà hai người đang cãi nhau, sao ảnh chịu? Cái đó thì để từ từ chị thuyết phục ảnh. Nếu như mà ảnh đủ tin tưởng chị để tiến tới hôn nhân thì anh sẽ ủng hộ chị. Nè, nghe tôi nói tiếp nè. Còn về vụ tồn kho á, để tránh tình trạng nó xảy ra và cũng để giảm nguồn vốn khởi nghiệp ban đầu thì tôi sẽ triển khai hình thức order trước, nhập hàng sau. Tất nhiên á, là thời gian đầu thôi. Khi mà đã ổn định rồi á, thì mình cũng sẽ có kho hàng riêng. Mình sẽ kết nối trực tiếp với nhà vườn luôn. Nhưng mà ban đầu sao mình kiếm khách được chị? Rau hữu cơ thì người ta vô siêu thị mua cũng được mà. Ý, chị có cách nè. Chị nghĩ là mình sẽ đa dạng hóa sản phẩm để bán. Đa dạng hóa? Rau củ là rau củ thôi, đa dạng hóa làm sao? Em biết rồi, là giống kiểu như là mình sẽ tạo ra đột biến gen rau củ này kia phải không chị? Đây nè, để nói cho nghe nè. Thay vì mình bán lẻ từng món thì bây giờ mình làm nguyên một cái combo luôn, để thuận tiện cho người ta nấu ăn một tuần với tất cả các món. Dân công sở người ta bận rộn, người ta ngại đi chợ đi siêu thị gì lắm. Rồi cũng làm biến suy nghĩ thực đơn, họ sẽ mua nguyên một cái combo như vậy. Mình sẽ lựa từng món, xem là món nào kết hợp với món nào, rau nào kết hợp với củ nào, để nấu ra món gì. Vậy thì sẽ rất tiện. Ôi,
hay quá chị ơi. Nè, mình có thể tận dụng nguồn rau củ sạch để làm nước ép trái cây nguyên chất nữa. Trời ơi, ý kiến đó tôi thấy hay à nha. Khi nào mình triển khai luôn? À, vậy đi. Tôi rành về các nhà vườn nè, các chợ đầu mối. Bé, còn em rành về mạng xã hội. Em tìm cách á, lập những cái trang mạng, những cái kênh bán hàng trên đó nha. Dạ. Còn Minh, bà lo giùm tôi cách tính toán giao hàng rồi này kia như thế nào cho nó gọn mà tiện nữa nha. Ừ, tôi biết rồi. Dạ, vậy đi. Em hiểu rồi. Hả? Ê sếp, công nhận cô hàng này thông minh, tháo giác hơn nhiều nhân viên công ty mình nữa nha. Mọi trở ngại khó khăn cổ giải quyết một cái rộp. Công nhận quá nhạy bén, quá nhạy bén. Mày nên lo cho sự nhạy bén của mày thì hơn. Còn không mau chụp hình gửi cho Thanh nữa. Em muốn gì ngày nào cũng được ăn món này. Ngon hả? Chỗ này anh thấy gì nè, em coi lại nha. Có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Cùng thì anh cũng gọi cho em rồi hả? Mấy bữa nay em lo cho anh lắm đó. Hôm nay anh có về nhà không? Có thật là em đang lo cho tôi không? Hay là đang giao tôi với đám bạn tù đó? Em coi thường lời nói của tôi tới vậy hả? Rốt cuộc tôi không hiểu là em đang nghĩ gì nữa. Rồi tiền trang sức em tính làm sao? Em chơi với mấy đứa tội phạm đó em không thấy sợ hả? Cái gì? Tội phạm gì chứ? Em cũng là người từng đi tù mà. Nhưng mà anh vẫn thương, anh vẫn yêu. Rồi còn muốn cưới em làm vợ nữa. Quan trọng là bản chất của con người. Em hiểu bạn em. Tiền bán trang sức cưới em sẽ tìm cách xoay. Anh cứ yên tâm đi. Anh không còn gì để nói với em hết đó. Nếu như em coi trọng tình bạn đó thì em chọn đi. Một là anh, hai là đám bạn tù đó. Anh Thanh, anh Thanh.